Tissot xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Tissot Shop. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu áo đầm trung niên bâu sam nha các bạn nha. Cài chéo một bên ngực và chân váy là xếp ly. Đầu tiên thì các bạn sẽ vẽ cho mình một cái phần. Mình sẽ lấy cái chiều dài bắt đầu của cái phần hạ eo á các bạn. Thì cái đoạn này các bạn sẽ lấy cho mình là 36. Sau đó là các bạn lấy đoạn này xuống cho mình là ngực chia cho 5 cộng 1. Và mình sẽ dùng cái thông số này để vẽ cho mẫu nha các bạn nha. Ngực ở đây nè. Ngực ở đây các bạn chia 5 là bằng 17,5. Cộng 1 là bằng 18,5. Thì các bạn lấy xuống cho mình là 18,5. Sau đó thì các bạn sẽ lấy ngang vai cho mình là bằng vai chia cho 2. Vai chia cho 2 đây là bằng 17. Sau đó các bạn hạ xuống cho mình 4 phân. Quên. Các bạn sẽ vẽ cái khung này, sau đó là từ ở ngoài này các bạn ra cho mình 10 phân. Sau đó các bạn mới bắt đầu các bạn lấy cái đường ngang nha. Mình vẽ lộn. Các bạn lấy cái đường này trước nè. Sau đó các bạn mới lấy qua cho mình 17 và hạ xuống 4. Sau đó đoạn này các bạn vô lại cho mình là 7 phân cho bằng vòng cổ. Rồi các bạn nối này vô. Bạn dựng vuông góc xuống. Bạn lùi cho mình 2 phân. Và ngang ngực này thì các bạn sẽ lấy cho mình là ngực chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2,5. Eo chia cho 4 cộng 2,5. Ngực ở đây thì các bạn chia cho 4 thì các bạn sẽ bằng là 21,5, các bạn cộng 2,5. Thì các bạn sẽ được là 24. Eo chia cho 4 thì các bạn sẽ lấy là bằng 18 cộng 2,5 thì các bạn sẽ được 20,5. Rồi các bạn sẽ tính bắt đầu từ đây tính qua nè. Cái này là 24. Này là 20,5. Rồi các bạn chia làm đôi ha. Dựng vuông góc xuống các bạn xoay cho mình vòng nách. Rồi, các bạn sẽ thấy được là cái phần cổ áo nè. Cái phần cổ áo này ha, nó sẽ nằm dưới cái đường đầu ngực là 4 phân. Cho nên là các bạn sẽ đo cho mình cái phần hạ bên ngực là 22 xuống 4 thì 26. Thì cái phần sâu của cái phần cổ nó sẽ là nằm ở đây. Và từ ngoài cái đường giữa này các bạn sẽ ra đây cho mình là 8 phân. Chúng ta sẽ có được đường chốt của cái phần bâu sam này ở đây. Thì các bạn sẽ dựng cho mình một cái đường thẳng từ trên xuống dưới. Sau đó thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ thực hiện cho cái phần bâu áo bằng cách là các bạn sẽ dán thêm cho mình thùng giấy. Rồi các bạn sẽ lấy ra đây cho mình một cái đoạn là từ đây ha, các bạn đi ra cho mình một cái đoạn là 6 phân và các bạn lấy ra cho mình là 8 phân rưỡi. Từ ngoài các bạn ra cho mình 8 phân rưỡi và các bạn sẽ đi cong một cái đường thẳng. Nó về lại dưới cái điểm 8 phân và các bạn đi thẳng xuống. Thì ngay điểm này sẽ là điểm bẻ ve, các bạn sẽ cài một hạt nút ở đây. Và các bạn sẽ cài một hạt nút ở đây, chúng ta sẽ có được hai hàng nút. Và cái đoạn này thì các bạn sẽ đi thẳng lên. Nhưng mà khi cái đoạn đến cuối cái đoạn cong này nè thì các bạn sẽ cắt cho nó lại bằng lại cái phần cổ sau. Mà ở đây mình chưa có cái phần cổ sau cho nên là mình sẽ tạm thời mình để cái này vô đây, lát nữa mình sẽ đo cho cái phần cổ sau cho nó bằng.
Các bạn sẽ điều chỉnh lại cái phần cổ. Và ở đây các bạn sẽ lấy bằng cổ sao và đường này các bạn sẽ dựng vuông góc. Thì độ lớn của cái phần bể bâu sam này mình lấy nó là 8 phân. Đó, là chúng ta xong được cái phần bâu sam rồi. Các bạn từ ngoài cái điểm mà các bạn hạ bâu bâu sam á, thì các bạn sẽ lấy vô cho mình là 9 phân. Nó sẽ là đường điểm đầu của bên á, thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái phần bên dọc. Thì mình mới vừa thực hiện chia sẻ cho các bạn xong được cái phần thân trước của cái áo. Mình sẽ cắt cái phần bâu này ra. Mình sẽ cắt cái phần thân này ra các bạn ha. Thì các bạn hình dung là chúng ta khi chúng ta thực hiện cái phần bâu sam á, thì cái bâu của chúng ta nó sẽ được bẻ ra như thế này. Phần này thì nó sẽ được lật về ở phía sau. Đó, đây là cái phần bâu sam của cái áo mình. Thì khi mà các bạn vẽ tiếp tục cho cái phần thân sau thì các bạn sẽ gấp cái phần này lại. Rồi mình đặt cái phần giấy này lên đây. Mình sẽ đưa nó ra ngoài như thế này luôn. Và các bạn sẽ chồm vai lên cho mình. Các bạn sẽ đi cái phần tay lại cho mình. Phần ngực á, thì các bạn lùi vào một phân. Phần eo thì các bạn sẽ lấy bằng. Rồi các bạn sẽ lấy cái khoảng cách vai này nó lại bằng với nhau. Mình sẽ lấy cái phần thân này ra, các bạn dựng một cái đường vuông góc ở đây và các bạn sẽ quay cho mình cái phần cổ. Khoảng cách này là 6 phân. Sau đó thì các bạn sẽ lùi vào cho mình 3 ly. Và phần này các bạn lùi vào cho mình 1 phân rưỡi. Bạn chia làm đôi, các bạn vẽ cho mình cái đường bên dọc. Thì đây là cái phần thân sau mình mới vừa vẽ xong dựa trên cái phần thân trước. Mình sẽ cắt cho cái phần thân sau này. Thì các bạn có được cái phần thân ha. Sau khi mà các bạn có phần thân này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta thực hiện tay áo. Các bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường dọc, một cái đường vuông góc. Từ đoạn này các bạn sẽ lấy xuống cho mình bằng cái khoảng cách là bằng ngực chia cho 10. Các bạn sẽ cộng cho mình là 5. Ở đây ngực của chúng ta là bằng 86. Thì chia 10 là bằng 8,6 cộng cho 5. Thì đây các bạn lấy gần bằng là 14. Các bạn vẽ từ trên xuống dưới cho mình một đường đo nó là 14. Sau đó thì các bạn sẽ đo cho mình dòng nách của tay trước và tay sau. Mình sẽ đặt cái thước vô mình đo. Đây mình có được một đường là 23 nè. Rồi mình có được đường ở đây. Tổng mình có dòng nách khi mình đo ở đây nó là 44. Các bạn chia cho 2 thì các bạn sẽ được 22. Thì cái 22 này các bạn đặt cái thước xuyên qua, các bạn lấy cho mình là 22. Rồi các bạn chia làm đôi và các bạn sẽ vẽ cho mình cái phần dòng đầu vòng nách. Và cái phần tay này thì nó sẽ dài xuống ha các bạn. Cho nên các bạn sẽ kéo dài tay bắt đầu từ đây, các bạn xuống cho mình 12 cm. Và các bạn sẽ đi vào. Ở đây thì các bạn sẽ lấy là cửa tay chia cho 2 cộng 1.
thì các bạn sẽ được khoảng là bằng, mình lấy từ 13 cho đến 15 cm tùy theo tay lớn hay tay nhỏ ha. Rồi sau đó mình sẽ cắt cái phần tay này ra. Rồi khi các bạn cắt được cái phần tay này ra rồi á, thì các bạn sẽ xếp xếp cho mình cái phần đầu tay nè. Các bạn chia cho mình tay này ra. Đây mình có xếp ly là 1, 2, 3. Phần đầu tay thì nó sẽ có 3 xếp ly. Và cái phần đầu này là 1 xếp ly nữa. Thì các bạn sẽ cắt. Thì khi các bạn cắt á, các bạn đặt lên trên vải, các bạn mở rộng cái phần này ra nè. Đó, và cái đầu này các bạn cũng sẽ mở cho mình một miếng và các bạn điều chỉnh lại cho cái phần tay này. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ đi cái đường này nè, các bạn đi thẳng lên. Bạn đi thẳng lên và cái đoạn này các bạn ra cho mình hai phân, đoạn này các bạn đánh cong lại. Thì đây sẽ là cái phần xếp ly mà các bạn sẽ xếp nha. Và chúng ta sẽ cắt ra cái phần tay. Rồi, các bạn sẽ được cái phần tay áo ở đây. Là chúng ta xong được cái phần thân và cái phần tay nha các bạn nha. À, các bạn sẽ có được cái phần thân trước nè, phần sau và phần tay áo. Bây giờ mình sẽ nói nhanh cho các bạn cái phần chân váy, tại chân váy này nó dễ, nó không khó. Các bạn sẽ hình dung là chúng ta sẽ có được một cái miếng vải như thế này nè. Các bạn bắt đầu các bạn xếp cho mình một đường xếp nè. Hai đường xếp nè. Ba đường xếp nè. Bốn đường xếp, các bạn sẽ có được bốn đường xếp như thế này. Và các bạn sẽ đặt cái phần thân áo vô. Bắt đầu đây là điểm giữa nè. Thì cái phần eo của mình bằng đây thì các bạn cắt xuống, dài xuống thì các bạn sẽ có được cái phần váy. Các bạn sẽ may khóa cho mình cái phần bên từ đường may khóa thì các bạn may khóa xuống 12 cm. Rồi đường này các bạn sẽ trở thành đường vải gấp đôi thì chúng ta sẽ có được cái chân váy như hình. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm like ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.